lão tài xế mấy người kích động hướng về phía bốn người từ dương liên hợp bái hành đại lễ không biết trong mắt bốn người từ dương một con yêu thú thất dài ngay cả mắt chính cũng không thèm liếc mắt một cái nghe được lão tài xế nói cho bọn họ những quy tắc liên minh này bốn người từ dương đã sớm âm thầm quyết định muốn ở trong vực sâu côn luân này sẽ một hồi yêu thú đỉnh cấp kiểu dài thập dài như vậy mới có thể mang đến cho bọn họ niềm vui chiến trường đủ cường độ hơn nữa cũng có thể để cho bọn họ mau chóng hoàn thành mục đích đạt tới hôn chương cấp năm loại yêu thú thất giai này căn bản trước mắt, chi bằng đưa cho mấy người này. Lão tài xế nhịn không được cảm khái. Ta nhất định phải thừa nhận lúc trước đối với mấy vị các hạ có điều dấu diếm, bởi vì ở trong thành quyết làm vẫn luôn tồn tại con đường giao dịch ngầm. Tỷ lệ giao dịch bên ngoài đều nhằm vào những người ngoài như các ngươi, mà những lão tài xế như chúng ta đều có kênh đổi điểm riêng. Đồng dạng một con yêu thú thất giai đi kênh chính thức chính thức đổi điểm tích lũy so với kênh của chúng ta ít kiếm được khoảng 30% khó có được mấy vị các hạ đối với mấy người chúng ta khẳng khái như thế, nếu ngày sau các người thật sự thu hoạch càng nhiều yêu thú cao cấp hơn, ta nguyện ý cung cấp ra con đường của mình, trợ giúp mấy vị các hạ mau chóng tăng lên đẳng cấp dòng vinh cao hơn, coi như là mấy người chúng ta đối với dòng vinh đoàn vô địch biểu đạt cảm tạ của mình. Từ dương ngược lại còn không nghĩ tới một phen khẳng khái của mình, cư nhiên còn đổi được lão tài xế này chân thành đối đãi trong lúc vô tình thu hoạch được một con đường tốt nhất để đổi điểm tích lũy như vậy đối với loại phương thức hợp tác cùng tháng này từ Dương tự nhiên một mực đáp ứng. Lão tài xế tốt kia sẽ phiền toái các người, lưu lại phương thức liên lạc độc quyền, đợi mấy người chúng ta từ trong vực sâu côn luân này khải hoàn trở về, lúc đổi điểm tích lũy lại liên lạc với người. Sau khi giải quyết những vấn đề này, bốn người Từ Dương thoát ly máy bay, nhìn theo lão tài xế, mang theo bốn thuyền viên cao hứng phấn chấn nhanh chóng rời đi, mà hào quang Từ Dương bám vào máy bay này cũng không lập tức biến mất, như vậy cũng có thể cam đoan năm người tài xế già có thể bình an trở về. Lúc này bốn người từ dương đã đi tới một góc côn luôn thăm uyên tràn ngập khí thức giết chóc, mà ở trong chiến trường cục bộ ếch đó ngàn thước, hơn 50 dòng binh còn đang ra sức đối kháng trong hư không, một con kìm nhiều khuyền thoạt nhìn không biết lớn bao nhiêu. Tuy rằng thân thể yêu thú này cực kỳ khổng lồ, nhưng đặt ở trong vực sâu côn cô luân vô biên vô hạn này, cũng chẳng qua chỉ là thương hại một tiểu mà thôi. Không có mệnh lệnh của từ dương, ba người long côn đều không tùy tiện hành động, mà là vẻ mặt bình tĩnh đi theo phía sau từ dương chăm chú nhìn động lực chiến trường bên hư không bên kia nhìn động tác vụng về của mấy chục dòng binh, long hồn cũng nhịn không được lên tiếp phát ra thanh âm cười thang ha. Lão đại thật không phải, ta ỷ vào thực lực của mình trào phúng một con dòng binh liên minh hơn 500 người bọn họ, như thế nào lại có một tên đầu óc dễ dùng cũng không có. Biết rõ lực phòng ngự của bách mục kim ngưu quyển cực kỳ kinh người, lại có năng lực phi hành, bọn họ cư nhiên còn lựa chọn địa phương rộng lớn như vậy cùng đối phương chính diện giao chiến. Cứ như vậy bách mục kim ngưu khuyển mượn hỏa diễm lực lượng của bản thân, thông qua hơn trăm lỗ thủng thân thể phóng thích ra, liền có thể phát huy ưu thế của mình ở mức độ lớn nhất. Ngược lại bên dòng binh liên minh này, phóng thích ra lực lượng công pháp tập trung hư không sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn, đây căn bản cũng không phải là một trận quyết đấu công bằng, vì sao bọn họ còn có thể kiên trì mở ra một hồi hành trình ngày đây. Không đợi từ dương mở miệng, tiểu hoa bên cạnh liền cười lạnh. Nhân 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 tài từ điều vì ăn mà chết, loại yêu thú thất dài trăm năm khó gặp này, nếu bại lộ tung tích của mình, loại dòng binh đoàn quy mô này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội như vậy. Bọn họ không làm còn có thể có nhiều dòng binh đoàn tranh nhau tới tìm, tuy rằng phương pháp ngu ngốc ra chút, nhưng dục vọng trong lòng chống đỡ bọn họ, cho dù dùng hết một hơi cuối cùng cũng nhất định phải bắt được đơn hàng lớn này. Bởi vì một khi họ thành công, lợi ích đằng sau nó sẽ rất lớn. Không thể nghi ngờ, phân tích của tiểu hoa như vậy, một câu chọc thùng nội tâm của các binh sĩ liên minh dòng binh này, bọn họ đã bị dục vọng cơ hồ làm cho đầu óc choáng váng buông tha sách lược chiến đấu tốt nhất cùng hoàn cảnh chiến đấu mới khiến cho bọn họ lâm vào cục diện bị động như vậy. Đáng buồn thay, họ đã không nhận ra rằng họ đã làm như vậy, sẽ không có bất kỳ khả năng thành công, vẫn còn bị mê hoặc bởi sự giả dối của ham muốn, chờ đợi một kết thúc thành công mà họ mong đợi cơ bản không thể xảy ra. Quả nhiên giống như từ dưng dự liệu không bao lâu, đồ thú cuồng bạo vô cùng này phát ra một tiếng giống giận điên cuồng, ở chung quanh thân thể hắn từng mảng lớn âm vân nhanh chóng ngừng tụ. Mà trong khoảng thời gian này, hơn 500 người tập hợp mà thành dòng binh đoàn, mỗi một thành viên đều cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, tập trung ở đỉnh đồng bọn họ. Bách mục kim ngưu quyển phát ra tiếng cười khống chế gió, đỉnh đầu ngưu vàng khổng lồ của nó, hai cái sừng vàng tản ra một đạo quang mang màu vàng sậm. Không biết hào quang này có được hiệu quả áp chế không gian cực kỳ cường đại, cơ hồ là đem hơn 500 thành viên dòng binh đoàn phía dưới, mỗi người vững vàng tập trung trong phạm vi di động trong vòng 10 thước. Như vậy liền bảo đảm bách mục kim ngưu khuyển, kế tiếp một đợt thiên hỏa hàng lâm thao tác, có thể thu hoạch được mức độ lớn nhất công kích thu nhập, mang đến cho dòng binh đoàn phía dưới khó có thể tưởng tượng đà kích hủy diệt. Không xong, lực hành động của chúng ta bị tên này hạn chế xuống, xem ra thiên hỏa thứ hai sắp sáng lâm. Tất cả mọi người, xuất ra pháp khí thủ hộ cường đại nhất các ngươi vượt qua đợt này, chúng ta mới có khả năng chiến thắng hắn, nếu không chờ đợi chúng ta, chỉ sợ thật sự sẽ là kết cục ngã xuống. Người mở miệng gọi tên này là một trong hai đại dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng là tổng chỉ huy của toàn bộ đội hành động liên minh dòng binh. Cũng may hơn 500 dòng binh binh sĩ đều rất nghe lời tổng chỉ huy này, sau khi hắn ra lệnh, mỗi người đều tạm thời buông tha thủ đoạn tiến công của mình, được thành chế độ phòng ngự tuyệt đối. Các loại pháp khí phòng ngự kỳ lạ cổ quái liệt kê chung quanh thân thể bọn họ, dùng để ngăn cản đợt thiên hỏa tiếp theo hàng lâm. Ha ha, thật sự là một đám gia hỏa vô tri, bọn họ cho rằng những thứ này rách đồng nát sắt, liền có thể ngăn cản được một con yêu thú cấp 7 hàng lâm phẫn nộ hỏa diễm sao? Thật lố bịch. Long Khôn liếc mắt một cái liền nhìn ra được lực công kích tiếp theo của yêu thú thất cấp này sắp hàng lâm, căn bản không phải phía dưới, những người này có thể chống lại. Hắn cũng ở thời khắc này đem ánh mắt của mình rơi vào trên người Từ Dương lão đại, mà Từ Dương cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng gật gật đầu, liền cho Long Khôn cấp phép hành động. Sau khi được lão đại cho phép, Long Khôn không còn do dự nhiều hơn nữa. Một bước đạp gió mà lên, cả người hóa thành một đạo lưu quang, cứ như vậy nhanh chóng vò tới giữa hư không, dùng thân thể của mình ngăn trở các binh sĩ rong binh đoàn phía dưới, cùng với giữa bách mục kim ngưu khuyển khổng lồ cách đỉnh đầu cách đó không xa, lạnh lùng nhìn con yêu thú thất giai này. Nghiệt xúc, ngươi không phải tự cho là thực lực cường đại sao, khi dễ những con kiến hôi phía dưới không tính là gì, ngươi ngược lại đem lực lượng của mình đánh lên người ta là tốt rồi. Ta đã không cảm thấy đau đớn trong một thời gian dài, hy vọng ngươi có thể mang lại cho ta một số kích thích lòng khô nói như vậy triệt để chấn động các binh sĩ song binh đoàn phía dưới đồng thời cũng làm cho bách mục kim ngưu quyển trước mắt sừng sốt tiểu tử ngươi là nào xuất hiện ra một cây hành lá cũng dám làm càn trước mặt bản yêu tôn xem ra ngươi là chán sống tới nơi này tìm cho mình một khối mộ sao bất quá thật đáng tiếc ngươi mạo phạm bổn yêu tôn ta không có khả năng để cho ngươi hoàn hảo rời khỏi thế giới này hồi phi yên diệt mới là kết cục duy nhất của ngươi bách mục kim ngưu thất cấp yêu thú dựa theo lão tài xế kia đưa ra nhắc nhở nói ở côn luân thâm uyên này yêu thú cường độ vượt qua cấp 4 trở lên sẽ sinh ra linh trí, lục cấp trở lên coi như là yêu thú hiếm có, có thể dùng xưng hồ yêu tôn tự cho mình. Không thức khoa trương nói, yêu thú vượt qua cấp 6 trở lên, cho dù là ở trong toàn bộ côn luân thâm uyên, cũng đều là tồn tại rất có vài diện, đương nhiên không cho phép một tu sĩ nhân tộc này, trước mặt nhiều nhân tộc như vậy làm càn trước mặt mình. Bất quá tư thế yêu tôn này rất cao, lòng khôn một chút cũng không để hắn vào mắt ở trước mặt ta ngươi chẳng qua chỉ là một có đầu ngưu mà thôi không cần ở trước mặt lão tử bày ra hôm nay ta đến chính là vì chém giết ngươi long khôn lớn tiếng vừa mở ra thực sự là đối phương càng kiên kỵ cái gì hắn lại càng tới cái gì trực tiếp đem mục đích của mình công khai cho mọi người lập tức liền chọc giận bách mục kim ngưu khuyển trước mắt bất quá trước khi song phương đánh nhau hai đại dòng binh đoàn liên minh đã vì trận chiến này mà hao phí hơn nửa ngày hơn 10 cường giả đứng đầu đồng thời phát ra tiếng kêu giận dữ người ra hỏa này có lai like gốc gì bách mục kim ngưu khuyển này nhưng con mồi chúng ta đã chọn từ lâu trải qua nhiệm vụ của dòng binh liên minh ứng dụng trên lý thuyết mà nói yêu thú này chính là chế lợi phẩm thuộc về chúng ta tên người này lại dám chen ngang một cước ngươi là tính toán đối địch với toàn bộ liên minh dòng binh của thành lậu lam sao thủ lĩnh liên minh dòng binh phía dưới phát ra giận dữ lòng khôn lại cười ha ha mấy người các ngươi thật sự là rất đáng thương bốn chữ tự nhiên lượng sức này quả thực là vì các ngươi mà sinh ra có thể đánh được bách mục kim ngưu khuyển hay không trong lòng các ngươi chẳng lẽ thật sự là một chút bước số cũng không có sao nếu như ta không kịp thời ra tay đưa thiên hỏa kế tiếp hắn hàng lâm các ngươi căn bản không thể chống cự trong các ngươi sẽ có hơn 8 phần rong binh ngã xuống tại chỗ còn lại mấy thủ lĩnh kia cũng đều phải rời đi không trọn vẹn có thể sống sót đi xuất sơn côn lôn hay không đều là hai lời nếu không phải ta kịp thời ra tay giúp các ngươi ngăn cản cơn ác mộng này các ngươi đều phải dặn dò ở cái chỗ này long khôn vừa nói ra một phen đám dòng binh binh sĩ phía dưới này một đám còn muốn câu gào phản bác cái gì đó đã thấy thống lĩnh một chi dòng binh liên minh thủ lĩnh thủ lĩnh kia ánh mắt chật lạnh khoái miệng nhếch lên một tê gào thét quỷ dị hướng phía sau nâng bàn tay lên lập tức thay đổi sắc mặt hướng về phía lông khôn trên hư không quát tay áo các hạ lại có hùng tâm tráng trí như vậy vậy bách mục kim ngư khuyển này liền đưa cho các hạ coi như là quà tặng của liên minh chúng ta đối với các hạ ngay cứ việc ra tay mắt thấy thủ lĩnh liên minh binh nhà mình thái độ từng phút 180 đại biến hóa, những dòng binh cao dài binh sĩ đã trải qua xa trường này lập tức liền hiểu được tâm tư của thủ lĩnh nhà mình, chính là muốn gọi tranh giành ngư ông đắc lợi, nếu từ từ này đã chủ động lao ra làm oan đại đầu, sao không mượn lực lượng của hắn tiến thêm một bước làm suy yếu năng lực thực chiến của bách mục kim ngư khuyển. Thứ nhất có thể lấy giật đãi lao, vì một phương mình tranh thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi hồi phục, thứ hai nếu tên này thật sự có năng lực, cùng bách mục kim ngư khuyển đấu đến lưỡng bại câu thương, như vậy dòng binh liên minh đoàn tự nhiên có thể hoàng tước ở phía sau tìm cơ hội lại làm ra nguyên khí đại thương long khôn như vậy bọn họ liền có thể thu hoạch càng nhiều không biết những binh sĩ dòng binh đoàn này chẳng qua chính là đang tính toán nhỏ của mình bọn họ căn bản không cảm nhận được khu vực này cách đó không xa ba người từ dương cứ như vậy ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ ở chỗ này suy nghĩ khác thường ha ha coi như những tiểu gia hỏa các người thức thời liền đến cho các người kiến thức một chút thực lực chân chính của bách mục kim ngư quyền này có thể đạt tới trình độ như thế nào đi. Long Khô nói sau những lời này cũng không vội vàng lập tức ra tay, chém giết bách mục kim ngư quyền trước mắt, mà là ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo thủ hộ hào quang, đồng thời cũng tạo ra đủ không gian ra tay cho kim ngư quyền trước mắt. Cứ như vậy thất cấp yêu tồn bách mục kim ngư quyền phát ra một tiếng giống giận điên cuồng, sau đó trên người hắn trong nháy mắt mở ra 20 đạo lỗ động, thiên hỏa chi quang rực rỡ, từ dưới vân đỉnh ầm ầm hàng lâm một trăm đạo không động mở ra hai mươi đạo dĩ nhiên là từ thái bách mục kim ngư khuyển tức giận bởi vì đối với hắn mà nói loại thiên hỏa này hàng lâm trên thực tế chính là hòa dưỡng lực trong cơ thể bổn nguyên phát tiết tuyệt đối không có khả năng dễ dàng mở ra toàn bộ nói như vậy đối với sinh mệnh lực của hắn tiêu hao quá lớn đối mặt với hơn năm mươi người này tạo thành dòng binh liên minh đoàn bách mục kim ngư khuyển cũng vẻn vẹn vẻn vẹn chỉ là một hiệp mở ra mười đạo không động phát động công kích đồng dạng có thể mang đến cho các tiểu tử phía dưới bị thương nặng nhưng trước mắt hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tư thái và khí tràng của Long Khôn so với đám ô hợp phía dưới cường đại hơn rất nhiều. Bởi vậy Kim Ngưu khuyển quyết đoán mở ra 20 lỗ động, phóng thích ra 20 đạo thiên hỏa chi quang, toàn bộ đánh vào trên người Long Khôn một mình. Ta muốn cho ngươi hiểu được chọc giận một thất cấp yêu tôn có ý nghĩa gì, bảo những nhân tộc không biết trời cao đất rộng các ngươi đi tới côn luân thâm uyên chúng ta, làm càn, đây chính là kết cuộc của các ngươi. 20 đạo thiên hỏa hợp vây một chỗ, từ vị trí cao mấy trăm thước nhanh chóng ngưng tụ thành một điểm sáng thật lớn, mà đạo quan điểm này trong thời gian cực ngắn tụ tập quá nhiều hỏa chi năng lượng, bành trướng thành một viên cầu thật lớn, hình tròn hỏa cầu tập trung ở đỉnh đầu Long Khôn, nặng nề đè xuống. Quỹ tích du hành rõ ràng là cùng khí tức bản thể của Long Khôn ràng buộc lẫn nhau nghiêm ngặt, nói cách khác Long Khôn trừ phi vận dụng pháp tác, nếu không căn bản không có biện pháp tránh né hỏa dưỡng quang cầu này đối với chính diện trùng kích của mình. Long Khôn cười lạnh một tiếng, đem hào quang thủ hộ ngưng tụ từ tay phải của mình đồng thời chống lên, giống như một chiếc ô lớn trong nháy mắt kình không mà lên bao phủ bên ngoài quang cầu khổng lồ này giữa hai người xảy ra một đợt hiệu quả trùng kích thật lớn mảnh vỡ lực lượng chấn động giải rác ở vị trí của các binh sĩ dòng binh đoàn phía dưới chỉ là một đạo thiên hòa tàn phế liền có thể dễ dàng thiêu đốt pháp khí thủ hộ cường đại nhất của mấy người trong đó cũng chỉ là một đợt tiến công này mới làm cho những dòng binh phía dưới ý thức được thực lực chân chính của bách mục kim ngưu khuẩn này vượt xa bọn họ nếu như lòng khôn không ra tay như vậy chờ đợi bọn họ nhất định sẽ là kết cục tử vong. Trời ạ, à, thương thực lực của tiểu tử này thật đúng là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, nếu như không có hắn kịp thời ra tay, chỉ sợ hiện tại chúng ta thật sự là muốn gặp phải trọng thương. Những dòng binh binh sĩ này không phải kẻ ngốc, đồng dạng cũng đều là lão dòng binh đã trải qua xa trường, ở nơi này lịch lãm qua vô số lần lão dòng binh, tự nhiên đều nhìn ra trận chiến này song phương tranh lệch, mà lòng khôn cũng không ngớt lời, nếu như hắn không có ra tay, dòng binh những binh sĩ này cơ hồ đều bị tổn thương hơn phương nửa. Trận chiến này diễn ra như lửa đốt, ba người từ dương ở một bên xem náo nhiệt, căn bản không có tính toán ra tay, dù sao với thực lực của Long Khôn, từ dương lão đại căn bản không cần lo lắng cho hắn cái gì, đinh rào lại đem ánh mắt rơi vào trên người từ dương. Lão đại những dòng binh này sẽ chủ động rời khỏi trận chiến này tranh đoạt sao, ta luôn luôn nghĩ rằng nó không phải là đơn giản như vậy. Từ dương cười lạnh một chút. Đương nhiên không đơn giản như vậy, nếu không ngươi cảm thấy tổng lãnh đạo hơn 50 người kia vì sao trong thời gian ngắn như vậy sẽ thay đổi thái độ của mình. Nếu như hắn thật sự là ngoài miệng nói cùng trong lòng nghĩ như nhau, như vậy trận chiến này qua đi, hắn làm sao đối với thủ hạ của mình hơn 50 dòng binh binh sĩ dặn dò đây, tay không trở về, kết cục như vậy bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, kết quả tốt nhất chính là đưa ra song phương chia đều trong mắt kìm nhiều khuẩn lợi nhuận. Đương nhiên tỷ lệ suy đoán như vậy cũng tương đối thấp, ta chẳng qua là cho lương tâm của những người này tăng lên một không gian tưởng tượng mà thôi. Đây phải là giới hạn của sự nhượng bộ nhân đạo mà họ có thể thực hiện, và tất nhiên ta thích tin vào một kết quả khác. Đó chính là sau khi Long Khôn đắc thủ, những người này binh binh gặp nhau, lộ ra vẻ mặt đứng đắn chân chính của mình, đem binh khí trong tay mình tập trung trên người Long Khôn. Từ Dương vừa nói như vậy, Tiểu Hoa bên cạnh vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, trên thực tế hắn cũng cùng Từ Dương suy nghĩ giống nhau, những người này làm sao có thể cùng ngươi nói cái gì tình cảm, ở trước mặt hấp dẫn lợi ích tuyệt đối, chỉ có đồ đao trong tay mới là đồng bọn đáng tin cậy nhất của bọn họ nhưng một khi bọn họ làm như vậy, tiểu hoa đương nhiên rất rõ ràng, với tính tình lão đại từ dương nhà mình tuyệt đối sẽ hạ cách sát lệnh, những người này căn bản không có tư cách ở trước mặt từ dương chơi những âm mưu quỷ thế này. Tiểu tử, ta không nghĩ tới ngươi có thể ngăn được thiên hỏa cực quang của ta, quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt, không biết cường độ thân thể của ngươi có thể đạt tới trình độ nào, để ta thử một chút đi. Bách mục kim ngưu quyển một đợt hai mươi đạo khổng động liên kích thiên hỏa cũng không tạo thành thương tổn chí mạng cho Long Khôn, thoạt nhìn tựa hồ ngay cả bản thể của hắn cũng không thể trọng thương bởi vậy bách mục kim ngưu khuyển quyết đoán thay đổi sách lược xuất chiến dùng cái đầu to lớn của mình bổ nhào xuống tập trung vào bản thể long khôn lực áp chế vô cùng cường đại hung hăng nện xuống thân thể long khôn nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thân thể long khôn tựa hồ so với đầu ngưu vàng khổng lồ của hắn cứng rắn hơn nhiều Ngươi là muốn chơi với ta để chống lại một, tốt rồi, ta sẽ chơi với ngươi. Long khôn tựa hồ lập tức nổi lên, không chút do dự một bước đạp lên không mà lên, dĩ nhiên dùng đầu của mình cùng đầu ngưu màu vàng lớn hơn đầu mình hơn gấp mười mấy lần đụng vào một chỗ. Nương theo một tiếng oanh động khuếch tán ra trong hư không, tất cả người xem cuộc chiến hoàn toàn ngây thơ, bởi vì không ai tin tưởng Long Khôn. Cái đầu to bằng người bình thường cùng đầu ngưu vàng khổng lồ như cự thạch ngược trời đụng vào nhau, người thắng lợi lại là Long Khôn. Đầu ngưu màu vàng khổng lồ cứ như vậy bị đầu Long Khôn đụng vào lõm vào. Nhìn ra được, đợt này của bách mục kim ngưu quyển là thật sự gặp phải thương tích nặng bởi vì cái đầu to lớn của hắn chính là điểm tập kết sinh mệnh lực hoàn mỹ trong cơ thể hắn, cũng là bộ vị thân thể kiêu ngạo nhất của hắn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một lá bài tẩy cường đại nhất của mình, cứ như vậy dễ dàng bị Long khôn dùng phương thức mình am hiểu nhất đánh tan. Chết tiệt, ngươi ra hỏa này rốt cuộc là gì? Thân thể lại cứng rắn đến trình độ như vậy, ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhân tộc trong kỳ nguyên này, có cường độ thân thể đáng sợ như ngươi. Long khôn cười ha ha, người chưa từng thấy qua nhiều thứ, thật không giấu giếm, ta lúc này đây cũng không phải là cảm thấy hứng thú với yêu thú cấp 7 này, ta muốn chém chết chính là yêu thú cấp 9 thậm chí là cấp 10, thậm chí muốn kiến thức một chút, cô Luân Thâm Uyên được xưng là hai đại thần đạo khu vực thiên lũng, rốt cuộc cất giấu người thống trị trí cao như thế nào. Đời phát biểu này của Long Khôn đích thật là một lần nữa chấn động tất cả mọi người trong hiện trường, cũng làm cho thất cấp yêu tôn Kim Ngư Quyển trước mắt cười lạnh. Ta nhất định phải thừa nhận thực lực của ngươi ở trên ta, nhưng ngươi nếu còn vọng tưởng khiêu chiến cửu cấp thậm chí là thậm chí là yêu hoàng cấp 10, vậy thật sự có chút dị tưởng. Nếu ngươi thật sự có may mắn có thể nhìn thấy thủ lĩnh trí cường trong vực sâu côn luân, như vậy nhất định là thời điểm ngươi sắp tuyệt vọng giáng xuống. Trong đại thế giới, ngoại trừ khu vực thần đạo cùng với tín ngưỡng trí cao thần của bọn họ ra, luôn có một ít cấm địa thú tộc cùng các chủng tộc khác chiếm lĩnh, đó là nơi tu sĩ nhân tộc các ngươi cả đời cũng không có tư cách bước vào. Côn Luân Thâm Nguyên tuy rằng đại bộ phận khu vực đều là lĩnh vực công khai với nhân tộc các ngươi, nhưng đồng dạng tồn tại tình cảnh không cho phép các ngươi nhúng trà mày may. Nếu ngươi thật sự không mở mắt như vậy, muốn theo dõi bí mật của cửu cấp thập cấp yêu hoàng mà nói, rất có thể sẽ lâm vào vực sâu tử vong chân chính. Ngươi là tốt thì chính mình. Bách mục kim ngưu khuyển nói xong dĩ nhiên tính toán chạy trốn, tên này ngược lại rất thông minh, không có tiếp tục ở chỗ này cùng Long Khôn tranh đấu. Giờ phút này, bởi vì kim ngưu khuyển rất rõ ràng hai đám nhân tộc phía dưới, tuy rằng giữa bọn họ cũng không phải là hợp tác chân chính, nhưng bọn họ hiện tại đều có mục tiêu giống nhau, đó chính là đem mình trở thành con mồi. Nguyên bản đối mặt với đám con kiến hôi phế vật của hơn 50 dòng binh liên minh đoàn này, Kim Ngưu Quyền có 10 phần nắm chắc. Nhưng Long Khôn đột nhiên xuất hiện làm cho hắn thay đổi chủ ý, trận chiến này nếu tiếp tục tiêu hao, như vậy người bị thương nhất định sẽ là chính mình, chi bằng tìm cơ hội nhanh chóng chạy trốn, để Thanh Sơn không sợ không có củi đốt, đáng tiếc tính toán nhỏ như hắn làm sao có thể thoát khỏi phán đoán của Long Khôn đây. Ha ha ha, nhanh như vậy đã muốn chạy trốn, ngươi sợ là có chút lấy ta làm chuyện không đúng, địch nhân ta lựa chọn đến nay vẫn chưa có ai có thể sống sót rời đi. Long Khôn vừa dứt lời, trong lòng bàn tay một đạo kim sắc chi quang vô cùng sáng chói nhanh chóng ngưng tụ ra, đây chính là quyền pháp kinh thiên động địa mà hắn am hiểu nhất mấy năm nay. Chỉ trong nháy mắt một quyền này vung ra, chung quanh không gian hàng trăm ngàn đạo quyền ảnh lắc lư, mỗi một đạo quyền ảnh ngưng tụ ra khí kình đều tương đối đáng sợ. Bách Mục Kim Ngưu khuyển cảm nhận được sau lưng hư không một đạo quyền ảnh lại một đạo quyền ảnh tập trung ở trên người mình, một loại cảm giác sờn tóc gáy sống lưng lạnh lẽo truyền đến trong đầu hắn, theo bản năng ra tốc một đôi cánh chim điên cuồng quạt, muốn tận khả năng nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm phụ cận này. Đáng tiếc Kim Ngưu khuyển trung quy vẫn không có cách nào kháng cự, lực lượng hủy diệt đến từ Long Khôn tập trung vào bản thể hắn. Liên tiếp một đạo quyền ảnh ở trong hư không nặng nề nện vào trên bản thể Kim Ngưu khuyển, hơn nữa còn có mấy trăm đạo quyền ảnh trực tiếp phong tỏa quỹ tích kim ngư khuyển sắp chạy trốn. Dù sao Long Khôn hiện giờ cũng đã tinh thông một ít yếu nghĩa của quỷ cốc kỳ môn trận pháp dưới truyền thuyết của Từ Dương, nếu muốn sớm phong tỏa lộ tuyến đảo tàu của đối phương, thao tác như vậy đối với Long Khôn mà nói căn bản không có khó khăn gì đáng nói. Ngược lại những dòng binh binh sĩ đang xem cuộc chiến phía dưới kích động hét lớn, cùng lúc đó, Long Khôn càng ngày càng nhiều quyền ảnh không ngừng oanh vào trên thân thể Kim Ngưu Khuyển từng chút từng chút đem thân thể vốn giống như cốt thép của nó đấm vào lõng xuống chung quanh kim ngư khuyển không ngừng phun ra máu tươi quỹ tích phi hành vốn ổn định cũng dưới áp lực cường đại này bước bách trở nên lay động không thôi cho lão tử xuống đi ta không để ngươi đi ai cũng không mang theo được ngươi Long khôn một tiếng tuyên ngôn khí phách này hô lên từ dương ở phía sau xem cuộc chiến cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười không biết từ dương sở dĩ lộ ra phản ứng như vậy là bởi vì hắn ở trên người long khôn nhìn thấy mình khi đó mình cũng giống như Long Khôn tuổi trẻ kinh cuồng. Lúc ra tay đồng dạng không chờ đường sống, thật sự là cùng Long Khôn hiện giờ ở trên chiến trường kiêu ngạo giống nhau như đúc. Ha ha, người lão giả này trước đây không phải là rất ngưu sao, còn xem thường bản tôn, hiện tại thế nào, chỉ là ta một chiêu công pháp liền cho người đánh mông tè ra nước tiểu, còn dám làm cán trước mặt bản tôn hay không. Long Khôn vất cục khôi phục tư thái thượng vị giả, một cước đạp lên đầu kim ngưu khuyển khổng lồ, lấy tư thái người thắng trực tiếp ở trong hư không liền triệt để hàng phục hắn. Kim Ngưu khuyển, lập tức bày ra tư thái thấp. Là ta có mắt không biết thái sơn, các hạ trẻ tuổi như vậy liền có tu vi cường đại như vậy, kính xin các hạ dơ cao quý thủ thả ta một con ngựa. Long khôn cười ha ha, hiện tại đầu hàng chỉ sợ đã là không kịp rồi, ta cần lực lượng thân thể ngươi để đổi lấy càng nhiều điểm tích lũy, cho nên quan hệ giữa chúng ta không cần thương lượng, chỉ là quan hệ giữa con mồi và thợ săn mạc thôi. Lời này của Long Khôn vừa nói xong, từ dương thực lực cường đại cỡ nào, lướt mắt một cái liền nhìn ra thân thể bách mục kim ngưu khuyển này tựa hồ xuất hiện dị động không thích hợp kim ngưu khuyển này hẳn là đang ngưng tụ lực lượng chuẩn bị tự bạo cỗ lực lượng này hắn hẳn là muốn cùng long khôn đồng quy vu tận từ dương chậm rãi phun ra những lời này cũng làm cho linh gia bên cạnh sinh ra vẻ lo lắng vậy lão đại ta có muốn lập tức nhắc nhở long khôn hay không từ dương không có đáp lại mà là từ hư không dò ra một cái thanh sắc hào quang đến nhanh đến nhanh như thế nào đúng là làm cho các dòng binh binh sĩ phía dưới không hề phát hiện cho dù là bách mục kim ngưu khuyển cũng căn bản không rõ cỗ lực lượng bất thình lình này đến tột cùng xuất phát từ nơi nào hào quang trong nháy mắt bao phủ trên bản thể long khôn thủ hộ thân thể long khôn đồng thời cũng giống như hóa thành một đạo điện quang trói buộc cắt gao ràng buộc trên bản thể bách mục kim ngưu khuyển phát ra tiếng gào thét thống khổ đồng thời bên ngoài thân thể nó bị quang điện màu lam hoàn toàn bao bọc không còn biện pháp điều động hỏa dưỡng lực trong cơ thể đến từ bạo chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói cảm nhận được khí tức của lão đại từ dương bao vây mình cùng với thủ đoạn trói buộc của đại gia hòa bên cạnh long khôn lúc này mới hiểu được ý đồ của lão đại cũng là đối với hành động vừa rồi của kim ngưu khuyển cảm thấy phẫn nộ ngươi cư nhiên còn muốn tính kế lão tử nếu ta không cho ngươi một chút khổ sở chịu ngươi thật là ngươi long khôn ra ra ta là cho không long khôn vừa dứt lời một cước trọng lực hung hăng đạp vào cổ bách mục kim ngưu khuyển sinh sôi não đem cái đầu to lớn của nó cùng thân thể cốt thép của nó chợt khắp lẫn nhau sinh mệnh lực cường đại trong thời gian cực ngắn nhanh chóng biến mất. Từ đó Bách Mục Kim Ngưu quyển rút cục hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, Uyên Nhiệt nằm úp sấp ở giữa chiến trường bình nguyên phía dưới, lập tức bị hơn 10 tên rong binh binh sĩ chung quanh vây quanh. Ồ, ý các huynh đệ làm thế là sao? Nơi này dường như không thuộc về ngươi. Lòng Khôn có chút kỳ quái lộ ra một nụ cười, hỏi ngược lại mấy chục rong binh binh sĩ trước mắt. Mà trong lúc này ba người từ dương cũng chậm rãi đi ra phía sau, rơi vào phía sau Long Khôn, chẳng qua ba người vẫn như cũ là thu liễm khí tức của mình, thoạt nhìn tựa như tu sĩ trẻ tuổi bình thường vậy. Bốn người tụ tập cùng một chỗ, vẫn như cũ không mang đến chút lực uy hiếp nào cho hơn 50 lão dòng binh đã trải qua chiến trường trước mắt, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm thấy rõ một đội ngũ trẻ tuổi non nớt này. Dòng binh đoàn vô địch, ha ha ha, thật sự là mấy tiểu gia hỏa thối sữa chưa khô, các người thoạt nhìn hẳn là quý tộc trong thành Bích Đam đi. Khí chất của các ngươi rất khác nhau, nhưng hành vi của các ngươi lại không phải cường đại như thế nào đội ngũ của một thiếu gia tiểu thư như vậy thật sự không thích hợp đến nơi này nếu như các ngươi chịu nhường ra chiến lợi phẩm bách mục kim ngưu khuyển này ta có thể thay bọn họ làm chủ thả bốn người các ngươi bình yên rời đi về sau không cần rời khỏi thành quyết làm nữa đây căn bản không thuộc về chiến trường của các ngươi bách mục kim ngưu khuyển cũng càng không phải tồn tại như ngươi có thể khống chế Long khôn lời nói nhảm với hắn trực tiếp đứng ở phía sau từ dương để lão đại nhà mình xử lý vấn đề dườm già này hắn tình nguyện làm một tay đấm bên người từ Dương chỉ đâu hắn liền đánh đau ra càng thêm thống khoái. Ha ha, Kim Ngưu Quyền này đích thật là huynh đệ ta tự tay đánh xuống. Các ngươi cứ như vậy trắng trợn trộm thành quả của người khác, có chút nói không được, không nên ở trước mặt chúng ta nói những thứ có không. Ta hiện tại muốn các ngươi một cái thái độ, bách mục Kim Ngưu Quyền này, các ngươi là muốn tranh hay là muốn buông tha, đi thẳng vào vấn đề. Thủ lĩnh dòng binh đoàn trước mắt này thấy Từ Dương quả quyết tiêu xá như thế, cũng không cùng hắn quanh co lòng vòng nữa nếu ngươi đã thẳng thắn như vậy ta cũng nói thẳng bách mục kim ngưu khuyển chúng ta nhất định phải có ai dám cướp chúng ta liền giết người đó ta mặc kệ mấy người các ngươi có thân phận gì đi tới côn luân thâm uyên ai lại để ý ai đây chỉ có lợi ích vĩnh viễn không có bằng hữu cùng địch nhân vĩnh viễn thủ lĩnh vừa mới nói ra một câu như vậy trực tiếp một giây sau liền đầu người rơi xuống đất không ai nhìn ra được là một cỗ lực lượng như thế nào tức là thủ cấp của tổng lĩnh dòng binh liên minh đoàn này trên mặt từ dương vẫn mỉm cười vân đạm phong khinh như cũ cứ như vậy quét về phía hơn 50 binh sĩ song binh đoàn chung quanh. Vương bát đàn, các ngươi cư nhiên dùng gạt âm thầm đánh lén, các huynh đệ cùng nhau lên, lột sống bốn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cho ta. Phó thống lĩnh gầm lên giận dữ, hơn 50 binh sĩ song binh đoàn cùng nhau xông lên về phía vị trí bốn người từ dương, từ dương vẫn chắp hai tay sau lưng, dưới chân nhẹ nhàng động, một cỗ ba động hạo nhiên, trong nháy mắt từ chung quanh thân thể hắn khuếch tán ra bốn phía. Lực lượng vô cùng khủng bố, trong khoảnh khắc liền đem hơn 50 dòng binh binh sĩ trước mắt chấn thành nát bấy, thậm chí ngay cả thi cốt dấu vết của bọn họ cũng không có lưu lại. Một đám con kiến hôi không biết sống chết, vì dục vọng hoàn toàn đánh mất bản tâm, những người này đã mất đi điểm mấu chốt, căn bản không đáng đồng tình. Thanh âm lạnh lùng của Từ Dương cũng biểu hiện ra khí độ vương giả của hắn, ở trước mặt Từ Dương, không ai dám mặc cả, một khi hắn làm như vậy, như vậy cũng chỉ có thể đối mặt với lửa giận của Từ Dương hàng lâm ta đã cho bọn họ không chỉ một cơ hội, thế nhưng bọn họ không biết quý trọng, vậy cũng không trách được chúng ta. Từ dương nói xong, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, thân thể khổng lồ của bách mục kim ngư khuyển trực tiếp bị từ dương thu vào trong không gian bên trong. Điều này cũng có nghĩa là chiến lợi phẩm đầu tiên của đoàn đội trong vực sâu cô lơn này thành công bắt đầu. Tuy rằng bách mục khuyển này đã đồng ý tặng cho đội ngũ tài xế già 5 người, nhưng nó giống như mở màn cho cuộc thám hiểm chinh chiến ở khu vực vực sâu rộng lớn này vốn tưởng rằng theo bách mục kim Ngưu quyển bị đoàn đội từ dương tư nhân chinh phục mà hai liên minh giang binh đoàn cỡ lớn không mở mắt kia cũng ở từ dương trong cơn giận dữ toàn bộ tan thành mây khói diệt xung đột trên chiến trường cục bộ coi như là chấm dứt nhưng ngay khi bốn người trong đoàn từ dương định tiến thêm một bước tiến sâu hơn vào vực sâu côn luân tình huống đặc biệt khiến bốn người không nghĩ tới lại lại diễn ra liên tiếp mấy chục người tiềm hành giả bao vây trang phục màu đen đột nhiên xuất hiện nói thì chậm thì nhanh lưu quang liên tiếp chớp động vài cái mấy chục người liền vây quanh bốn người từ dương ở giữa rất nhanh trên hư không một đạo bóng đen liên tiếp vài lần chạy trốn rồi mới đặt chân xuống trước mặt từ dương cái này che mặt cường giả khí tức tương đối cường đại so với lúc trước bị từ dương đạn thủ hóa thành cho bụi đám dòng binh binh sĩ cường đại hơn rất nhiều mà từ dương nhìn cây từng cái cũng vừa vặn ở vị trí huân chương trên vai người này nhìn thấy dấu hiệu cấp 7, cư nhiên là người có huân chương dòng binh cấp 7, xem ra hẳn là thủ lĩnh dòng binh rất có danh vọng trong thành thái lam rồi Long Khôn nhịn không được nói ra một phen như vậy, đối phương cũng chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại đem ánh mắt của mình rơi vào trên người lãnh đạo đoàn đội Từ Dương. Ta nhìn ra được ngươi chính là người mạnh nhất đoàn đội này, lãnh đạo tuyệt đối của ba người còn lại, như vậy ta sẽ tiến hành đàm phán với ngươi. Bách mục kim ngưu quyền là thành quả giao dịch của Hắc Tước gia tộc chúng ta ủy quyền cho hai dòng binh đoàn kia, nói cách khác hai dòng binh đoàn kia là giao cho chúng ta một lượng kim tệ tương đối lớn mới đạt được quyền săn bán của bách mục kim ngưu khuyển thất cấp yêu tôn bởi vì nơi các người hiện tại đang ở là một cứ điểm trong côn luân thâm uyên mà hắc tức gia tộc chúng ta quanh năm kinh doanh bốn người các người thoạt nhìn hẳn là người ngoài cũng không rõ ràng đại bộ phận khu vực bình nguyên bên ngoài côn luân thâm uyên đều là do thế lực của các thế gia quý tộc lớn thành phố lam quanh năm chiếm cứ ngoại tộc dòng binh đoàn muốn săn bắn ở nơi này là phải nộp thủ lao nhất định cho chúng ta đương nhiên những người vừa mới đạt được tư cách thành lập xong binh đoàn như các người cũng không có bao nhiêu thu nhập, hoàn toàn có thể thông qua phương thức chuyển nhượng chia lợi nhuận nộp số tiền tương ứng. Nghe được người che mặt đen trước mắt vừa nói, bốn người từ dương ngược lại nhịn không được nhíu mày. Thế nào rồi? Nghe ý tứ ngươi, cô Luân Thâm Uyên này đã thành nhà các ngươi mở, ta nói như vậy đại khái ý tứ hẳn là không sai. Long Khôn rõ ràng là áp chế lửa giận của mình, tựa tiếu phi tiểu âm dương quái khí phát ra hỏi ngược lại. Bất quá người che mặt đêm tối này lại cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, nếu ngươi phải hiểu như vậy, đại khái y tứ cũng rất thích hợp, không có biện pháp. Các thế lực quý tộc lớn của thành lộ lam chính là dựa vào thủ đoạn như vậy, duy trì hoạt động của gia tộc mình, không ai có thể phá vỡ sự cân bằng đó. Đang lúc Long Khôn định trở mặt, dạy cho những người này một bài học, Từ Dương lại nhẹ nhàng giơ tay lên ngăn cản động tác của đối phương. Thứ nhất, Từ Dương sớm đã phán đoán ra mười mấy hắc ảnh tiềm hành giả này dám trắng trợn vây quanh bốn người mình như vậy, nhất định là có chuẩn bị mà đến nghĩ đến bên ngoài nơi này hẳn là có căn cứ tu luyện giả độc quyền cho hắc tức gia tộc đóng quân. Nếu như song phương thật sự bộc phát xung đột, như vậy trong thời gian rất ngắn sẽ có vô số cường giả tu luyện đỉnh cấp của hắc tức gia tộc chạy tới trợ giúp, như vậy sự tình sẽ nháo lớn. Thực lực của bốn người từ dương đương nhiên sẽ không sợ hãi những tu sĩ cấp thấp như con kiến hôi này, thế nhưng bọn họ hiện tại muốn dựa theo quy tắc của thành xanh, đạt được huân chương dòng binh cấp 5, vậy thì không có cách nào không nhìn đến con đường độc quyền như hiệp hội dòng binh thành phố làm đổi điểm tích lũy mà lấy hắc tước gia tộc phóng mắt như vậy toàn bộ thành giác lam đều là thế lực lớn của quý tộc đỉnh cấp bọn họ muốn bằng vào lực ảnh hưởng của mình tạo thành quấy nhiễu cho đoàn đội từ dương sau này đổi điểm tích lũy hẳn là cũng là chuyện dễ dàng bởi vậy xuất phát từ một phương diện cân nhắc như vậy hơn nữa càng khiêm tốn càng nhiều càng tốt làm việc từ dương cũng không lập tức cùng những người này trở mặt hắn còn đang tìm kiếm một loại phương pháp đôi bên cùng có lợi giải quyết vấn đề đi đâu phải tuân thủ quy củ ở đó điểm này không có gì đáng trách ta hiện tại chỉ muốn biết rõ ràng phạm vi địa bàn của hắc tước gia tộc các người rốt cuộc ở trong khu vực nào mà cái gọi là chiến lợi phòng trong miệng các người thì sẽ đạt tới số lượng như thế nào chùm đầu bịt mặt hư cười một tiếng tự hồ hắn cũng là bởi vì mấy người từ dương trước mắt thay đổi thái độ mà trên kiều ngạo thoáng chiếm thượng phong hơn nữa hắn tựa hồ cũng bắt đầu ngây thơ cho rằng là thế lực cùng lực ảnh hưởng của hắc tước gia tộc mình thật sự đè ép bốn người từ dương một đầu ha ha rất đơn giản chúng ta chỉ cần rút ra bốn tầng tích lũy lợi nhuận còn lại sáu phần thuộc về chính các ngươi nghe hắn nói như vậy linh giao một lúc lâu không mở miệng nhà đầu này nổi giận ngay tại chỗ trực tiếp rút ra kiếm quang rực rỡ sau lưng thường chất hóa khí tức kiếm quang ngưng tụ ở trong lòng bàn tay lập tức đặt ở trước mắt cái cổ bóng đen che mặt này người đang đùa với chúng ta à hay là nói gia tộc hắc tức các người đối đãi với tất cả người ngoài đều phải có tỷ lệ chưa cao như vậy chiến lợi phẩm chúng ta vất vả đánh xuống phải chia cho các ngươi một hạn ngạch lớn như vậy người không cảm thấy làm như vậy rất không công bằng sao cứ như vậy mấy thế lực quý tộc lớn có thể ngồi thu lợi nhuận của ngư ông không kiêng nề gì bóc lột những dân chúng bình thường của thành lam tân tân khổ khổ mạo hiểm sinh mệnh đổi lấy thành quả chiến lợi phẩm người bịt mặt cười lạnh một tiếng ta đến đây không phải là vì giảng đạo lý với các ngươi hắc tước gia tộc có quy củ của hắc tước gia tộc các ngươi nếu như không hài lòng đều có thể dùng phương pháp của mình gửi sướng kiêu chiến với chúng ta hết thảy hậu quả cũng do các người tự mình cánh chịu. À, đúng rồi quên nói cho các người biết, cho dù là hiệp hội rong binh ở thành Quyết Lam hiện giờ, hắc tước gia tộc cũng là một trong năm chỗ ngồi của trường lão hội phía sau màn. Nói cách khác hắc tước gia tộc cũng là một trong những người điều khiển đằng sau chuỗi lợi ích của Dòng binh thành Thái Lam Thành. Nếu như hắc tuyệt gia tộc chúng ta hạ xuống một đạo mệnh lệnh, hẳn là cũng có thể dễ dàng xóa bỏ tất cả tư cách của dòng binh đoàn các người. Đến lúc đó, mặc dù các người giết sạch toàn bộ yêu thú trong côn luân thâm uyên, các người cũng không có khả năng đạt được cấp bậc huân chương, càng không có khả năng đạt được thân phận hành giả. nguyên bản từ dương thật sự không có ý định tức giận với tên gia hỏa này, nhưng giọng điệu như vậy vừa xuất hiện đối phương rõ ràng là đang uy hiếp từ dương. tư thái mấy người như vậy cũng là từ dương lão đại căn bản không có khả năng nhường nhịn. ha ha, người đây có phải là uy hiếp dòng binh đoàn vô địch của chúng ta sao? ta thật đúng là không tin, hắc tước gia tộc các người có can đảm này dám hủy bỏ tư cách dòng binh đoàn vô địch của chúng ta nói thật với người đánh bài bách mục kim ngưu khuyển là chiến lợi phẩm của chúng ta các người muốn chia ra không có bất kỳ khả năng nào đương nhiên chúng ta cũng không phải là bên chủ động khơi mà chiến tranh nếu như các người đồng ý bốn người ta lập tức thoát đi địa bàn của hắc tuyệt gia tộc đi tới phạm vi của các thế lực gia tộc khác tìm kiếm yêu thú không tiến hành quấy rầy thế lực gia tộc các người nữa từ dương nói xong liền mang theo ba đồng đội đang người rời đi lại không nghĩ tới người che mặt áo đen này vẫn như cũ không chịu buông tha trực tiếp phát ra một đạo mệnh lệnh cực kỳ đặc thù